xin thay mặt cho các bạn học sinh toàn trường tiểu học Bầu Lâm kính chào ban giám khảo, kính chào quý thầy cô. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý thầy cô giáo, nhằm thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp lần thứ 13 và 76 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, học sinh trường tiểu học Bầu Lâm chúng em tham gia cuộc thi hát quốc ca do tỉnh đoàn tổ chức. Thông qua cuộc thi, chúng em như một lần nữa muốn khẳng định tinh thần tiếp bước truyền thống của ông cha trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo và bờ cõi tổ quốc Việt Nam. Như lời khẳng định chủ quyền đất nước, chủ quyền dân tộc từ buổi sơ khai trong bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của vị anh hùng tài ba Lý Thường Kiệt. Chiến thắng quân Tống bên bờ sông Như Nguyệt, tạm dịch nghĩa của bài thơ sông núi nước Nam vua Nam ở, tranh danh định phận tại sách trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Ngày nay Bầu Lâm, một địa danh thuộc vùng sâu của huyện Xuyên Mộc, nằm trên trục đường tỉnh lộ 328, giáp ranh giới với huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, nơi chúng em được sinh ra và lớn lên, được bình yên, được ấm no, được tung tăng cấp sách tới trường, cùng gắn liền với tinh thần yêu nước thương nòi. Bởi lẽ vùng đất này trải qua nhiều cuộc chiến đã cướp đi bao nhiêu mạng sống của những người con, những người cha, những người anh trong mỗi gia đình. Bầu Lâm, một địa danh gắn liền với di tích lịch sử Cổng Đá. Tuy cuộc chiến đã đi qua, nhưng một số chiến sĩ đã không bao giờ thấy được cảnh đất nước thanh bình, bởi họ đã mãi nằm yên trong lòng đất mẹ, để tưởng nhớ đến công ơn của các vị anh hùng đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Ủy ban nhân dân xã Bầu Lâm đã xây ngôi đền khang trang phục thờ 144 vị anh hùng liệt sĩ, để thế hệ con cháu mãi noi gương sáng của các vị anh hùng. Trường Bầu Lâm chúng em hàng năm thì cứ đến tháng 12 thì thầy cô và các bạn nhỏ cùng với các anh chị xã đoàn Bầu Lâm lại tụ hội về đây để thắp nhang tưởng niệm anh linh của các anh hùng liệt sĩ và thầy trò chúng em đã cố gắng dạy tốt, học tốt và hoạt động tốt phong trào để tưởng nhớ